Và thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến công du Hoa Kỳ trong nỗ lực thắt chặt quan hệ với nước Mỹ nhằm tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau trong thời gian sắp tới. Hãng tin Reuters ghi lại tuyên bố vừa nêu trên trang Facebook của chính phủ, đồng thời cho biết sự quan tâm của Thủ tướng Phúc đối với hiệp định TPP. Ông Phúc vẫn mong Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách để trở thành đối tác lãnh đạo 12 nước bao gồm Việt Nam đối với hiệp định thương mại quan trọng này. Xin thưa thêm rằng là năm ngoái, tổng thống lúc đó của Hoa Kỳ là ông Barack Obama cũng đã thăm viếng Việt Nam trong sự chào đón nồng nhiệt nhất trong tất cả các đời tổng thống Mỹ từng đến Việt Nam.